Vừa qua, một câu chuyện thương tâm vừa xảy ra tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Anh Hận, 38 tuổi, đi làm thợ hồ. Vào một ngày nọ, anh đến mé sông để gửa cây len và không ngờ cây len đã rơi và chìm xuống. Thế vậy, anh lặn xuống để mò. Nhưng không may, sự cố đã xảy ra đối với anh và anh đã ra đi mãi mãi. Vào thời điểm đó, không ai hay. Đến khi người bà con ở xóm sau 3 ngày không thấy anh Hận mới tá quả ra tìm nhưng vẫn không thấy. Ba mẹ của anh thì đi làm ăn ở ngoài Sài Gòn. Khi hay tin, ba mẹ cũng cấp tốc về quê để đi tìm anh. Mãi cho đến ngày thứ 23 thì mới tìm được anh Hận. Đến khi tìm được thì cái phần thân của anh đã đi vào phần giai đoạn phân hủy. Sau khi tìm được anh thì cơ quan chức năng cũng có mặt tại hiện trường. Được biết, cuộc sống hàng ngày anh đi làm hồ và ở nhà chỉ có một mình, không may sự cố đã xảy ra và anh đã ra đi mãi mãi. Và câu chuyện như thế nào, mình mời quý bà cô chú anh chị em cùng xem video để hiểu rõ hơn về câu chuyện nhé. Đó thì hiện tại là chiếc xe ba gác cũng đã được vận động đến nơi hiện trường, nơi mà tìm thấy anh Hận đó quý bà cô chú anh chị. Để mà sau khi mà làm cái công tác xong thì trả anh Hận về nhà để cho gia đình lo hậu sự nha. Nói chung cái câu chuyện này cũng nói chung đó giờ chưa thấy từng thấy cái câu chuyện nào như câu chuyện của anh Hận đây. Thì trước giờ thì trả lời cái câu chuyện của chị Kim Hà thì ở dòng sông Dòng Cống thì cũng 12 ngày nhưng mà còn đây anh Hận là 23 ngày nha, 23 ngày đó, 23 ngày mới tìm thấy đây. Thì ở đây là thuộc địa chỉ là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang, đúng không cô chú anh chị? Do là cơ quan chức năng người ta đang ở đó cho nên mình không thể nào mà tiếp cận được cái hiện trường. Thì mời quý bà cô chú chị em mình chờ xem nha. Thì mình cũng có nghe nói vào cái ngày mà xảy ra sự việc thì ba mẹ của anh Hận cũng đang làm ở ngoài Sài Gòn. Ba thì làm bảo vệ, còn mẹ thì đi mua bán hàng rong ở ngoài vỉa hè. Khi được hay tin con trai mình thì ba mẹ cũng cấp tốc về quê để tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm cũng rất là lâu luôn đó. Rồi nghe nói là mướn ghe chạy xuống thì tới Cần Thơ để tìm cũng mà cũng chị nhưng mà không có gặp nha. Ngày hôm nay là cái ngày thứ 23 nè, 23 ngày mới tìm thấy được cái thân của anh đã nổi lên cũng ngay cái hiện trường này đó. Cái cuộc sống hàng ngày của anh thì anh đi làm phụ hồ đó, nhưng mai thì cái ngày nọ thì anh ở nhà cũng như anh đi rửa cái len như thế nào đó thì cái sự cố của anh đã xảy ra khi mà anh lặn xuống anh tìm cái len, không may chắc có lẽ là anh như bị dập mẻ hay như thế nào đó cho nên anh đã ra đi rồi.
Đó, cơ quan chức năng người ta đang làm việc, cái quý bà cô chú anh chị à, mình không có đến gần được ha. Cái này phạm vi mình đứng rất là xa, mà tóc nó rụng hết trơn rồi, đứng đeo nhà của bà con mình đứng rất là xa cho nên mình không thể nào đến gần nó được ha. Thật nó gã rồi, có cái chân bên chân nó bị gã rồi. Biết sao không, nãy giờ phơi nắng nó mới đen rồi đó. Không, ở dưới nó cũng đen rồi, ở dưới bè nãy vớt lên đó nó cũng đen rồi, tại nãy còn dưới. Sao cái tay nó vẫn đang để trên bụng á? Nó quay chút nữa tại vì chảnh nhờ nó chảnh. Bà má nó trên đường ở thành phố gì đó. Ổng với bả luôn. Ổng với bả đang trên đường về. Mơ đi coi nằm sao gài đó. Tại vì biết không, tao kiếm không được rồi đó, cái tao bỏ. Gần cả tháng trời rồi. Hôm bữa con nghe nói là cái bữa mà đi xuống bẹ với kiếm nha, là tốn gần cả trăm triệu nữa rồi đó. Tốn đâu cả trăm triệu rồi mà kiếm không được. Hôm bữa mà em nội ra lặn xuống lặn có lên có 3 cái rồi đòi ăn 5 triệu. Tại người ta có giao trước, người ta nói vớt xác lên được thì 20 triệu, còn miếng mà không có vớt xác không được thì trả ta 5 triệu, đồng ý mà. Chứ đâu phải mà không phải. Mà thôi. Nghe ý vậy tốt rồi. Cắt quần áo rồi đó. Sình luôn, những sình cũng còn thật. Để trao chỗ nào bằng quần áo thì nó còn. Còn chỗ nào mà ấy rồi là nó lên nó ấy ra còn xương mà ha. Sáng chụp cái hình đó là nhà này giấu con quỷ bị ấy ra miếng thịt thấy cái ông quỷ chồng ăn mấy ông này quỷ hay mấy ông thịt quỷ không đám nha. À ta làm bữa sắp đi mà bây giờ không thấy gì, giờ không thấy gì. Ở thì giờ này chắc cũng là cái công tác khám nghiệm cũng gần xong rồi các bạn chú anh chị. À, khi xong là sẽ di chuyển cái áo quan của anh Hạnh này để mà về nhà để mà lo hậu sự.
mẹ mẹ đó, mẹ của nạn nhân chết nước đó, quý vị. Phải không? Phải, bà đó. Là người nào? Đó, bà bảo xanh đó. Đó, mẹ ngồi trên xe đó, nhỏ là nhỏ em dâu. Rồi xe hết cháy luôn. Đó xong rồi đó. Thì bây giờ đã để ra quan lên chiếc xe ba gác. Người ngồi trên xe này em thằng nha. Thì video đến đây mình xin kết thúc cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau nha. Mình chào. Bye.